Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 12 năm 2012, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Giá điện lại tăng thêm 5% từ ngày mai 22 tháng 12. EVN dường như đang rất biết cách tận dụng quyền tự chủ trong việc quyết định giá bán điện. Nền hầm vượt sông Sài Gòn xuất hiện nhiều vết nứt không lâu sau sự cố nứt trần, khiến dư luận thêm băn khoăn về chất lượng và mức độ an toàn của công trình hầm vượt sông lớn nhất Đông Nam Á. Năm nay, tình trạng thiếu máu điều trị dịp cuối năm sẽ diễn ra sớm hơn. Đây là điều nằm ngoài dự đoán của ngành y tế. Trung Quốc chấn động vì phát hiện nhiều trang trại dùng hóa chất độc hại để nuôi gà. Đây thậm chí là nguồn cung thực phẩm chính của chuỗi các cửa hàng bán đồ ăn mang thương hiệu quốc tế. Hầu hết người dân thế giới đang bình thản, thậm chí là hân hoan tận hưởng niềm vui chào đón ngày 21 tháng 12, ngày được nhiều người tin là tận thế. Sau đây là phần tin chi tiết. Ngày hôm nay, các tỉnh miền Bắc nhiệt độ tiếp tục nhích dần lên, có nơi lên đến 27-28 độ C. Mặc dù không ở mức cao kỷ lục của mùa đông, nhưng cũng phần nào gây cảm giác khó chịu cho con người khi nhiệt độ thay đổi nhiều. Tuy nhiên, từ đêm nay, Bắc Bộ sẽ bước vào đợt rét đậm đầu tiên trong mùa đông năm nay. Hiện bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo trong đêm nay 21 tháng 12 sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiều khu vực sẽ có mưa, tuy nhiên lượng mưa không lớn. Đi cùng với đó, nền nhiệt sẽ giảm sâu. Đây được xem là đợt rét đậm đầu tiên trong mùa đông với nhiệt độ trung bình ngày ở khu vực đồng bằng ở dưới 15 độ C. Các tỉnh vùng núi do yếu tố địa hình nên thấp hơn, dưới ngưỡng rét hại là 13 độ. Nền nhiệt độ này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, đợt rét đậm sẽ chỉ kéo dài từ 2 đến 3 ngày, chứ không như nhận định ban đầu là 4 đến 5 ngày. Sau đó, nhiệt độ sẽ tăng dần trở lại, song vẫn tạo ra cảm giác giá rét cho người dân. Để phòng chống đói rét cho đàn gia súc trong những ngày rét đậm sắp tới, hiện tại nhiều địa phương vùng cao đã chủ động triển khai sớm các biện pháp để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người nông dân. Lào Cai là tỉnh có số lượng đàn gia súc khá lớn với hơn 140.000 con. Để chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc, trong những ngày qua, người dân ở các huyện như Bắc Hà, Bát Sát hay Simacai đã kiên cố hóa lại chuồng trại, dự trữ thức ăn cho gia súc. Còn tại các địa phương khác, người dân cũng đã tận dụng nguồn phụ phẩm trồng trọt, chế biến làm thức ăn dự trữ cho gia súc, sửa chữa và làm mới chuồng trại. Tại Văn Chấn của tỉnh Yên Bái, hiện có trên 23.000 con đại gia súc. Để hạn chế thiệt hại do thời tiết, các địa phương vừa tiến hành tiêm vaccine phòng dịch, vận động nhân dân che chắn chuồng trại, sưởi ấm cho gia súc, kiên quyết không chăn thả trong những ngày tới, đồng thời chủ động dự trữ rơm rạ, cỏ voi, đảm bảo nguồn thức ăn cho gia súc trong cả mùa đông. Còn tại Nam Trung Bộ, tuy còn hơn một tháng nữa mới đến kỳ nhặt lá để mai bung nụ và ra hoa đúng dịp Tết, thế nhưng hiện nay hàng loạt các vườn mai tại tỉnh Bình Định đã đồng loạt nở hoa, khiến người trồng đứng ngồi không yên. Tại một số vườn mai ở các thôn Háo Đức, Trung Định, Tân Dương, Thanh Liêm thuộc thị xã An Nhơn, nhiều cây đã bung hoa và ra lá mới. Năm làng Mai Cảnh nằm trên địa bàn cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi mai đồng loạt ra hoa. Dù người trồng đã dùng nhiều biện pháp chăm sóc cây cẩn thận, nhưng do thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài thúc đẩy quá trình nở hoa. Một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng này do năm nay có 2 tháng nhuận, thời gian cây sinh trưởng đến sớm hơn so với chu trình thông thường. Dự báo, lượng hoa mai cung cấp ra thị trường sẽ giảm so với các năm trước, kiểu dáng cây cũng hạn chế, gây nguy cơ mất mùa hoa Tết cho người dân Bình Định. Tiếp tục những thông tin liên quan đến việc công ty ga Sông Hồng hoạt động phân phối ga không đủ tiêu chuẩn an toàn ngay giữa khu dân cư. Ủy ban nhân dân huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã vừa thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp này. Kết luận của đoàn thanh tra cho thấy, hoạt động của công ty ga Sông Hồng đã vi phạm quy định về an toàn phòng chống cháy nổ, đe dọa an toàn của người dân cư trong khu vực. Lãnh đạo doanh nghiệp này thậm chí không xuất trình được những giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân phối ga tại khu dân cư theo quy định của pháp luật. Về sự xuất hiện của hơn 20 bình ga nhỏ loại 45 kg xung quanh hai bồn ga lớn, đại diện công ty ga Sông Hồng khẳng định công ty không san chiết ga. Số bình này được nhập về để đấu nối vào hai bồn lớn để cung cấp ga theo hệ thống ống dẫn ngầm cho các khu nhà cao tầng do hai bồn ga lớn chưa kịp nhập hàng. Sau khi kiểm tra, đoàn công tác đã lập biên bản phạt hành chính công ty ga Sông Hồng 25 triệu đồng và đề nghị đình chỉ ngay hoạt động kinh doanh phân phối ga của công ty.
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kiểm tra và triệt phá liên tiếp 19 lò than thổ phỉ, thu giữ hơn 200 tấn than trái phép. Cả 19 lò than khai thác trái phép đều thuộc địa bàn thôn Trung Lương, xã Tràng Lương, giáp danh với xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí. Đây là khu vực đồi núi xa khu dân cư, giao thông đi lại rất khó khăn. Cùng với việc dùng mìn đánh sập tất cả các cửa lò trên, lực lượng chức năng đã tháo dỡ 5 lán trại, tiêu hủy tại chỗ 11 phương tiện phục vụ việc khai thác than, gồm máy tời, máy phát điện và máy thông hơi. Hiện nay tình trạng khai thác than thổ phỉ tại Quảng Ninh đang diễn ra ồ ạt, không chỉ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên mà còn ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Đây cũng là những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn hầm lò rất cao. Từ ngày mai 22 tháng 12, giá điện sẽ tăng thêm 5%. Đây là thông tin vừa được Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN công bố vào chiều ngày hôm nay. Cùng với xăng dầu thì ngành điện đang được trao thêm nhiều quyền hơn trong việc tự quyết định giá bán và có thể điều chỉnh giá 3 tháng một lần. Với mức tăng 5%, giá điện sẽ được điều chỉnh từ mức bình quân là 1.369 đồng mỗi kWh hiện nay lên 1.437 đồng. Giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang có mức tăng từ 66 đến 115 đồng mỗi kWh tùy mỗi bậc. Riêng bậc thang đầu tiên dành cho hộ thu nhập thấp vẫn giữ nguyên ở mức 933 đồng mỗi kWh. Đối với các hộ thu nhập thông thường, giá điện sẽ tăng 66 đồng mỗi kWh từ 1.284 đồng lên 1.350 đồng, áp dụng cho 100 kWh đầu tiên. Từ số 101 đến 150 kW sẽ tăng 88 đồng, tức là từ 1.457 đồng lên 1.545 đồng mỗi kWh. Còn tiêu thụ từ 151 đến 200 kWh, giá sẽ tăng 104 đồng, từ 1.834 đồng lên 1.947 đồng mỗi kWh. Từ 200 đến 400 kWh, sẽ tăng khoảng 115 đồng mỗi kWh. Giá bán lẻ điện cho sản xuất đối với cấp điện áp từ 110 kV trở lên trong các giờ cao điểm bình thường và thấp có giá từ 754 đến 2.177 đồng mỗi kWh. Tương tự đối với cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV có giá 783 đến 2.263 đồng mỗi kWh. Đây là lần thứ hai giá điện tăng trong năm sau ngày 1 tháng 7. Trước đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định do năm nay tình hình tỷ giá tương đối ổn định, trong khi đó nước về nhiều, thủy điện tăng nên khả năng tập đoàn sẽ có lãi. Tỷ lệ người nghèo ở nhóm dân tộc thiểu số đã giảm 8% trong 5 năm qua. Đặc biệt, tỷ lệ nghèo ở nhóm dân tộc Hơ Mông giảm được tới 24,3%. Đây là những kết quả đáng ghi nhận mà chương trình 1-3 năm đạt được trong thời gian vừa qua. Báo cáo tác động của chương trình 1-3 năm giai đoạn 2 từ 2006 đến 2010 nhìn từ lăng kính của hai cuộc điều tra đầu kỳ và cuối kỳ vừa được Ủy ban Dân tộc của Quốc hội công bố sáng nay cho thấy, mặc dù chất lượng cuộc sống của các hộ thuộc tất cả các nhóm dân tộc thiểu số đã được cải thiện, nhưng tỷ lệ nghèo vẫn đứng ở mức khá cao, 49,2% năm 2012, trong đó người Hơ Mông, Nùng và Tày là nhóm dân tộc thiểu số thành công nhất. Giảm nghèo chủ yếu do tăng thu nhập, nhưng mức tăng này lại có xu hướng giảm theo thời gian, đồng thời tỷ lệ các hộ tái nghèo còn khá cao, chiếm 14,3%, cho thấy công tác giảm nghèo ở các xã chưa bền vững. Đặc biệt, mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các xã thuộc chương trình 1-3 năm giai đoạn 2 và các xã khác, cũng như khoảng cách giữa các hộ nghèo và không nghèo, giữa hộ người Kinh và dân tộc thiểu số lại chưa đạt được. Trong khi lao động giúp việc gia đình ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là tại các thành phố, thì có một thực trạng đáng báo động là một lượng lớn lao động này đang bị bạo hành, thậm chí là quấy rối tình dục. Đây là kết quả nghiên cứu vừa được công bố của Viện Gia đình và Giới thực hiện trên 600 lao động giúp việc tại nhà. Có tới hơn 30% số lao động giúp việc tại gia đình bị bạo hành, gần 10% bị quấy rối tình dục. Nhiều chuyên gia từ Tổ chức Lao động Quốc tế cho rằng, lao động giúp việc rất dễ bị tổn thương, dễ trở thành nạn nhân của phân biệt đối xử, bóc lột và lạm dụng. Đầu năm 2012, một người giúp việc 59 tuổi, quê Ứng Hòa, Hà Nội, bị hành hạ dã man phải nhập viện. Người phụ nữ này tố cáo bị chủ nhà đánh đập và đỉnh điểm là dội nước nóng lên người. Hay tháng 8 năm 2012, chủ nhà là Trần Thị Nga ở Ba Đình, Hà Nội, dùng bàn la đánh chết người giúp việc. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng nhìn nhận, giúp việc gia đình đang là một ngành nghề tồn tại nhiều vấn đề. Hiện tại, 46% các hộ gia đình được khảo sát ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có người giúp việc và tăng hơn gấp đôi so với giai đoạn trước năm 2000. Mặc dù kỹ thuật ghép tạng của y học Việt Nam đã phát triển cao ngang tầm với các nước tiên tiến trên thế giới, song thực tế số người bệnh được ghép tạng còn rất khiêm tốn.
Theo thống kê của Bộ Y tế, trên toàn quốc mỗi năm có khoảng trên 8.000 người bệnh mới có nhu cầu ghép thận. Tuy nhiên, các kỹ thuật điều trị thay thế thận chỉ đáp ứng được 10% số bệnh nhân trên. Nguyên nhân chính là do Việt Nam không có đủ người hiến tạng. Theo các chuyên gia, so với gan, tim, ghép thận được cho là kỹ thuật đơn giản hơn cả về cả công đoạn lấy tạng của người cho và ghép cho người nhận. Song hiện nay số ca được ghép chủ yếu là lấy từ người sống. Trong khi đó thì thống kê tại Bệnh viện Việt Đức cho thấy nguồn tạng từ người chết não rất nhiều, chủ yếu là bệnh nhân bị tai nạn giao thông tử vong do chấn thương sọ não, nhưng không phải gia đình nào cũng sẵn sàng hiến tặng. Nếu như mọi năm tình trạng thiếu máu thường xảy ra vào dịp cận Tết Nguyên đán, thì năm nay thông tin từ nhiều bệnh viện cho thấy hiện lượng máu dự trữ đã xuống thấp đến mức báo động. Đây là điều nằm ngoài dự đoán của ngành y tế và đang gây ra nhiều khó khăn trong việc điều trị cho hàng nghìn người bệnh cần máu. Nhập viện điều trị căn bệnh ung thư máu đã hơn một tháng nay, nhưng đây mới là lần thứ ba bệnh nhân Nguyễn Hữu Lộc ở Sóc Sơn, Hà Nội được truyền máu. Sức khỏe cứ ngày một yếu dần, mong ước lớn nhất của người đàn ông này là những giọt máu. Ước mơ của tôi thì nói đúng là vào viện ấy, nhờ bác sĩ chữa bệnh cho tôi thì sống khỏi bệnh, về thì đón cái Tết dương lịch cũng như Tết âm lịch đấy cho nó vui vẻ cùng với gia đình. Hiện nay nhóm máu A của ông Lộc đang bị thiếu nghiêm trọng. Theo phác đồ điều trị, lẽ ra với tình trạng sức khỏe suy kiệt như của ông, cần phải truyền một lượng máu khá lớn và liên tục. Trung bình mỗi một ngày thì bệnh nhân phải truyền từ 500 đến khoảng 700 ml khối hồng cầu nhóm máu A. Tuy nhiên thì trong cái thời điểm này cũng là một cái thời điểm mà khá là sớm trước khi mà bước vào dịp Tết Nguyên đán, thì cái tình trạng mà khan hiếm máu và đặc biệt là khan hiếm người hiến máu nhóm máu A đã xảy ra ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Tại kho lưu trữ máu của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương hiện chỉ còn vài chục bịch nhóm máu A. Các nhóm máu khác cũng chẳng nhiều hơn là bao. Đại diện của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương nhận định, chưa bao giờ nơi chứa máu để cung ứng cho các bệnh viện toàn miền Bắc lại trở nên trống trải như hiện tại. Thì độ khoảng một tuần nay, thì cái lượng máu mà lưu giữ được ở trong viện nó giảm sút khá nghiêm trọng. Trước kia chúng tôi thường xuyên có 5.000, 7.000, thậm chí là 9.000, 10.000 đơn vị máu thường xuyên đang lưu giữ ở trung tâm để hàng ngày mang đến cung cấp cho các bệnh viện. Nhưng cho đến sáng nay thì chúng tôi chỉ còn khoảng 2.200 đơn vị nữa. Trong khi ở các nước tiên tiến trên thế giới, tỷ lệ dân số hiến máu lên tới 5-7%, thì ở nước ta, nguồn máu phục vụ cho điều trị vẫn phải phụ thuộc chủ yếu vào các phong trào hiến máu tình nguyện. Thời điểm hiện tại, khi Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo tại các địa phương đã đủ chỉ tiêu, thì phong trào này cũng trở nên trầm lắng. Vì chúng ta có cái xây dựng chỉ tiêu, thì khi mà đã đủ chỉ tiêu rồi thì xu hướng các ban chỉ đạo cũng là vì đủ chỉ tiêu rồi thì không làm nữa. Và cái chỉ tiêu mới thì là chưa có. Lễ hội Xuân Hồng, ngày hội hiến máu tình nguyện lớn nhất được tổ chức hàng năm, phải 2 tháng nữa mới diễn ra. Tết đã chẳng còn xa, và người bệnh thì đang khao khát từng giọt máu. Còn khoảng 2 tháng nữa thì mới đến Tết Nguyên đán. Tuy nhiên hiện nay thì kho máu của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã rất trống. Theo thống kê, hiện nay viện còn khoảng hơn 2.000 đơn vị máu. Với nhu cầu sử dụng thực tế thì lượng máu này có lẽ chỉ sử dụng trong khoảng 3 ngày. Có thể nói là năm nay tình trạng thiếu máu không chỉ đến sớm mà còn rất trầm trọng. Lại phát sinh thêm vấn đề với hầm vượt sông Sài Gòn. Ngày hôm nay, những người lưu thông qua hầm đều dễ dàng nhận ra nhiều vết chám dọc ngang ở làn xe máy ô tô, cả ở chiều từ quận 1 sang quận 2 và ngược lại. Sự việc diễn ra không lâu sau sự cố nứt trần đã khiến dư luận thêm quan ngại về chất lượng và mức độ an toàn của công trình đường hầm vượt sông lớn nhất Đông Nam Á. Theo ghi nhận của phóng viên VTC14 tại hầm vượt sông Sài Gòn trong sáng nay, những vết rạn nứt dài ngắn không đều. Nhiều vết dài hơn 1 mét, có vết chỉ dài khoảng 0,3 đến 0,5 mét. Ở khu vực trung tâm của đường hầm, các vết nứt xuất hiện với mật độ dày đặc hơn. Các vết nứt xuất hiện trên cả hai hướng, chạy dài theo thân hầm ở cả 3 làn xe, tuy nhiên nhiều nhất vẫn là trong làn đường xe gắn máy. Được biết trên thực tế, những đốt hầm vừa sông Sài Gòn đã từng xuất hiện nứt ngay trong quá trình đúc. Sau khi được khắc phục và dìm hầm thì các vết nứt thấm nước tiếp tục xuất hiện. Dù đã khắc phục nhiều lần, nhưng sau khi đưa vào sử dụng được nửa năm thì các vết nứt vẫn còn.
hồi đầu tháng 8, trên nóc đốt giữa hầm Thủ Thiêm đã xuất hiện nhiều vết ố đen và vết chám kéo dài theo nóc hầm ở cả hai chiều từ quận 1 sang quận 2. Các vết chám hình xương cá dài từ vài cm đến vài mét. Trao đổi với phóng viên VTC14 trong buổi chiều ngày hôm nay, Thạc sĩ Phạm Phương Nam, giảng viên khoa công trình giao thông, Trường Đại học Giao thông Vận tải nhận định những vết nứt có thể đã xuất hiện từ lâu nhưng do không lớn nên khó có thể phát hiện bằng mắt thường. Tuy nhiên, trong giai đoạn duy tu chống thấm lần 2 diễn ra trong những ngày qua, nhà thầu Obayashi đã dùng các biện pháp khắc phục tại chỗ như bơm keo chít vá vết nứt nên các vết nứt này mới được thấy rõ hơn. Ngay sau khi phát hiện ra những sự cố này, chúng tôi đã ngay lập tức liên hệ với Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị chủ đầu tư để tìm hiểu về vấn đề này. Tuy nhiên, cho đến lúc này thì vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Về phía Ban Quản lý mới chỉ cho chúng tôi biết là sẽ kiểm tra sớm và có thông tin sớm nhất trong thời gian tới. Gian nan mua vé tàu Tết là một trong những câu chuyện nóng nhất tại khu vực phía Nam trong những ngày gần đây. Quá bức xúc trước thực trạng này, nhiều người dân trên một số diễn đàn đang muốn mời Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng trực tiếp đi mua vé tàu Tết. Những bức xúc này xuất phát từ việc trong những ngày vừa qua, khi người dân phải mất thời gian bỏ việc làm để đợi chờ mua được một tấm vé về quê, nhưng không ít người phải ra về tay không, mặc dù lượng vé vẫn chưa bán hết. Trong khi nếu chấp nhận mua vé chợ đen có giá cao hơn nhiều lần thì lại rất dễ dàng. So với đợt bán vé tàu Tết qua website vétàu.com.vn thì đợt bán vé trực tiếp tại ga lần này cũng không khả quan hơn là mấy. Sau nhiều năm đầu tư nâng cấp cải thiện chất lượng giao thông đường sắt thì đến nay mỗi khi vào dịp cuối năm, mua vé tàu Tết vẫn là một cực hình đối với người dân. Với nhiều bất cập của ngành giao thông trong năm nay như đường xá xuống cấp, công trình chậm tiến độ, chất lượng xe buýt thì đã có nhiều ý kiến muốn mời Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trực tiếp đi thị sát, nắm bắt tình hình và đặc biệt là trải nghiệm nỗi khổ của người dân thay vì chỉ đi xe hú còi, xe công vụ có quyền ưu tiên. Lời mời mua vé tàu Tết lần này cũng chỉ là thêm một bằng chứng. Vào lúc 14 giờ chiều nay tại thành phố Huế, một chiếc ô tô Jeep đang lưu thông thì bất ngờ bốc cháy. Ông Hồ Bình, trú tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền cũng là chủ phương tiện cho biết, xe bất ngờ bốc cháy dữ dội ở phần đầu khiến ông phải bỏ chạy ra ngoài. Vụ hỏa hoạn khiến nhiều người đang lưu thông trên tuyến đường cũng hoảng loạn. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để dập tắt vụ cháy và điều tiết giao thông trở lại bình thường. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Được biết, chiếc xe này được ông Bình mua lại từ một đơn vị thuộc Công an thành phố Đà Nẵng cách đây 10 năm. Thưa quý vị và các bạn, 40 năm về trước, từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 12 năm 1972, quân và dân miền Bắc đã đánh bại cuộc tập kích bằng không quân chiến lược của Đế quốc Mỹ vào Hà Nội. Trong những ngày kỷ niệm này, ở bất cứ đâu còn các chứng tích về sự kiện hào hùng ấy đều là những điểm đến với nhiều người. Với những người được chứng kiến sự kiện, ký ức về chiến thắng oanh liệt Hà Nội Điện Biên Phủ trên không vẫn còn nguyên vẹn. Họ đến để sống lại không khí của 12 ngày đêm oanh liệt, đến để hồi tưởng lại những thời khắc đau thương mà khi đó người dân miền Bắc đã vượt qua bằng cả bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. 40 năm về trước, trong chiến dịch 12 ngày đêm bảo vệ Hà Nội, một chiếc B-52 đã bị bắn rơi tại địa điểm này. Sự kiện ấy vẫn nguyên vẹn trong ký ức của những người dân ở đây. Máy bay nó rơi, cái cánh nó rơi ở đây. Cái cánh nó rơi, còn cái thân nó thì rơi ở ngoài chỗ giữa cánh đồng ở đây này. Xác chiếc B-52 của Mỹ bị bắn rơi tại chỗ xuống hồ Hữu Tiệp đã trở thành biểu tượng của chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Sinh ra ở nước Mỹ, nhưng bãi đáp cuối cùng của nhiều chiếc B-52 lại là Hà Nội, nơi diễn ra cuộc đọ sức ác liệt giữa bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam với kỹ thuật quân sự tối tân của một cường quốc hùng mạnh nhất. Việt Nam là nước đầu tiên và duy nhất đã bắn hạ được siêu pháo đài bay. Những mảnh xác B-52 rơi được quy tập về nhiều bảo tàng ở Hà Nội, không nguyên vẹn như những đồng đội của chúng đang nghỉ lưu trong các nghĩa địa máy bay cũ ở Mỹ. Nhưng chúng lại là minh chứng ấn tượng nhất về sức mạnh quật cường của một dân tộc nhỏ bé, yêu chuộng hòa bình. Trong đoàn cựu chiến binh đến thăm bảo tàng chiến thắng B-52, ngày hôm nay có nhạc sĩ Huy Thục. Trong những ngày oanh liệt và bi hùng ấy, sự tự hào về bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam được ông cụ thể hóa bằng một ca khúc nổi tiếng. Tôi xuống đây cái thì đêm hôm đó tôi viết ngay,
Và tôi viết ngay thì tuy là ca ngợi cái hiện đại nhưng mà mình không quên cái chiến tranh nhân dân. Chính Mỹ thua ta là ở chỗ chiến tranh nhân dân, là tầm cao, tầm vừa, tầm thấp. Do đó mà mở đầu bài là tôi này, là cùng với những mũi tên cung, tên nỏ, tên lửa ta thắng trận hôm nay. Thời gian này, các bảo tàng có hiện vật liên quan đến chiến thắng 12 ngày đêm, đông người đến thăm hơn. Không chỉ những người chứng kiến thời khắc lịch sử ấy, những thế hệ sau đến đây để thêm tự hào về cha anh họ. Với những ai còn có một chút nghi ngờ việc làm sao mà siêu pháo đài bay hiện đại của Mỹ bị bắn rơi nhiều đến thế, thì tới đây họ sẽ tìm được lời giải đáp. Và đặc biệt là khách tham quan muốn đến tìm hiểu, ở đây chúng tôi cũng có trưng bày cái cuốn sách đỏ, tức là cái cuốn cẩm nang đỏ, tức là cái cách đánh B-52 của bộ đội tên lửa, thì ở đây chúng tôi cũng đã trưng bày. Chiến thắng này một lần nữa thể hiện khí phách quật cường dân tộc. Nó khẳng định dân tộc Việt Nam chưa bao giờ khuất phục trước kẻ thù. Chắc chắn những lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói về chiến thắng này: con người đã thắng vũ khí, chí nhân đã thắng tàn bạo, chính nghĩa đã thắng phi nghĩa, sẽ vẫn còn nguyên giá trị, kể cả trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục chương trình với các tin tức quốc tế, một nguồn tin của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết, thông qua phân tích hình ảnh vệ tinh, nhà chức trách Hàn Quốc và Mỹ xác nhận rằng Triều Tiên đang sở hữu 3-4 cơ sở làm dầu urani, ngoài một cơ sở tại Yongpyeong được Triều Tiên giới thiệu với các chuyên gia hạt nhân Mỹ hồi tháng 11 năm 2010. Triều Tiên cho biết họ có khoảng 2.000 máy ly tâm được lắp đặt và đang vận hành tại nhà máy làm dầu urani ở Yongpyeong. Cơ sở này trước đó được Bắc Triều Tiên giữ bí mật. Theo đánh giá của một trong các chuyên gia Mỹ, cơ sở ở Yongpyeong có thể sản xuất 2 tấn urani được làm dầu ở mức thấp mỗi năm, và Triều Tiên có thể sản xuất tới 40 kg urani được làm dầu ở cấp độ cao, hay 2 vũ khí hạt nhân từ lượng urani này. Trong bối cảnh nhiều trường học ở Mỹ đang xem xét lại kế hoạch an ninh, tăng cường cảnh sát tuần tra và bổ sung nhân viên tư vấn sau vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook, bang Connecticut, thì hôm qua cảnh sát nước này đã phá vỡ thêm một âm mưu thảm sát khác tại một trường trung học ở ngoại ô thành phố Phoenix, bang Arizona. Cảnh sát bang Arizona đã tiến hành bắt giữ một nữ sinh 16 tuổi, người đã tung lên mạng một video đe dọa sẽ giết tất cả mọi người ở trường trung học của mình rồi tự sát. Nghi phạm là một nữ sinh đang học tại trường Red Mountain. Đoạn video của nữ sinh này được đăng tải trên trang YouTube thuộc tài khoản của một cộng đồng người chuyển giới ở Canada. Người sở hữu tài khoản YouTube nói trên đã liên hệ với cảnh sát Toronto. Cơ quan này tiến hành truy dấu người đã tung lên mạng đoạn video và phát hiện đối tượng hiện đang sống ở ngoại ô thành phố Phoenix. Các điều tra viên đã đến nhà thẩm vấn nữ sinh trước sự chứng kiến của phụ huynh, và nữ sinh này bị bắt sau khi thừa nhận đã đăng tải đoạn video tự quay đe dọa thảm sát trường học. Đoạn video này cũng có ám chỉ tới vụ thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook, làm 27 người thiệt mạng, trong đó có 20 trẻ em. Trong đoạn video của mình, nữ sinh ở Phoenix nói rằng cô còn làm tốt hơn thế. Cha mẹ nữ sinh này cho cảnh sát biết con gái của họ từng được trị liệu với bác sĩ thần kinh, gần đây hay hỏi họ về chỗ cất giấu các khẩu súng trong nhà. Người cha cho hay ông sở hữu hợp pháp 3 khẩu súng và phải cất giấu thật kỹ lưỡng vì sợ con gái tìm thấy. Ngày hôm qua, tại phía đông bắc của Peru đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Ngọn lửa đã thiêu rụi 150 ngôi nhà gỗ và khiến hàng trăm người rơi vào cảnh mất nhà cửa. Theo các quan chức quốc phòng Peru, vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực nghèo nhất của thành phố Iquitos, nằm dọc theo bờ sông Amazon. Mặc dù được triển khai ngay sau khi sự cố xảy ra, song công tác cứu hỏa đã gặp trở ngại lớn do không đủ nước để dập lửa. Người dân cũng như lực lượng cứu hộ chỉ có thể dập tắt đám cháy bằng từng xô nước được đưa về từ sông Amazon gần đó. Một số người cố gắng đưa các đồ đạc đến nơi an toàn, trong khi phần lớn những người khác thì than phiền rằng họ đã bị mất trộm rất nhiều đồ khi hỏa hoạn xảy ra. Rất may là vụ cháy không gây thương vong về người. Trong những ngày này, người dân tại nhiều khu vực ở châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng thời tiết giá lạnh khắc nghiệt. Tính đến thời điểm hiện tại, dạng thời tiết cực đoan này đã khiến ít nhất là 140 người thiệt mạng. Sau Ukraine và Nga, một số nước khác như là Bulgaria và Romania ngày hôm qua cũng đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số khu vực. Tại Bulgaria, các nhà chức trách ở phía đông đất nước đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn khu vực do tuyết rơi quá nhiều.
trên nhiều tuyến đường, những chiếc xe tải nối đuôi nhau chạy dài hàng dãy. Trong khi đó, các lái xe chỉ còn cách cố gắng ngủ một giấc thay vì phải chờ đợi vô ích cho dù nhiệt độ ngoài trời đang thấp dưới 0 độ C. Những chiếc ô tô con vẫn chạy, ô tô buýt cũng không ngừng hoạt động, chỉ có chúng tôi phải ở đây. Tôi không hiểu vì sao chúng tôi khác họ. Chúng tôi luôn luôn bị cấm hoặc bị bắt buộc phải dừng lại. Chúng tôi đã ở đây rất lâu rồi và đang rất lạnh. Dự báo trong những ngày tới, khu vực này sẽ phải đón nhận nhiều đợt tuyết lớn kèm theo gió mạnh, khiến nhiệt độ giảm đáng kể. Trong khi đó, Romania, nước láng giềng của Bulgaria, cũng ghi nhận tình trạng thời tiết xấu do tuyết. Tại miền đông nước này, tuyết dày đã gây ra nhiều tai nạn giao thông, song rất may không có thương vong. Tuyết rơi kèm theo gió thổi mạnh bắt đầu từ đêm qua đã khiến ít nhất một ngôi làng tại khu vực này mất điện và khiến một số người phải đi cấp cứu vì nhiễm lạnh. Romania cũng buộc phải đóng cửa 10 tuyến đường xuyên quốc gia và một tuyến đường cao tốc. Trong khi đó, tại miền nam nước này, một số khu vực cũng bị mất điện và nhiều trường học phải tạm thời ngừng hoạt động. Phát biểu từ ban công tòa đại sứ Ecuador ở thủ đô London của Anh, người sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange ngày hôm qua cho biết WikiLeaks đang chuẩn bị công bố hơn 1 triệu tài liệu mật vào năm tới. Ông Assange không đưa ra chi tiết về nội dung những tài liệu sắp công bố, chỉ tiết lộ rằng chúng sẽ ảnh hưởng tới mọi quốc gia trên thế giới. Ông cũng cho biết mình bắt buộc phải ở lại tòa đại sứ cho đến khi chính quyền Australia bảo vệ báo chí và quyền xuất bản của WikiLeaks. Ông Julian Assange đã tị nạn ở tòa đại sứ Ecuador ở London từ tháng 6 năm 2012 để tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển, nơi ông bị truy nã để thẩm vấn về những cáo buộc cưỡng hiếp và tấn công tình dục hai phụ nữ. Ông Assange lo sợ Thụy Điển sẽ giao ông cho Mỹ, nơi ông có thể phải đối mặt với án tử hình vì tiết lộ bí mật quốc gia nếu ông bị kết án. Sau một loạt những bê bối về thực phẩm, Trung Quốc mới đây lại tiếp tục khiến cho người tiêu dùng cảm thấy bất an sau khi Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin nhiều trang trại đã dùng hóa chất độc hại và kháng sinh để nuôi gà nhằm đẩy nhanh quá trình tăng trọng. Đáng lo ngại hơn, những lô gà này là nguồn thực phẩm chính của các chuỗi cửa hàng bán đồ ăn mang thương hiệu quốc tế. Đây là một trang trại nuôi gà ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ngoài những thức ăn được trộn các loại hormone nhằm giúp những con gà tăng trọng một cách siêu tốc, chúng còn được cho ăn cả các loại thuốc kháng sinh, trong đó có các loại kháng sinh đã bị cấm lưu hành, và thuốc chống virus để chống lại tình trạng mất vệ sinh trong chuồng nuôi. Trong khoảng thời gian 40 ngày, những con gà có thể tăng từ 3,5 đến 4 cân. Trung bình cũng được khoảng 2,5 cân với chỉ một chút thức ăn. Nuôi gà bằng chất cấm không phải là bí quyết riêng của trang trại này. Hàng triệu con gà đang được nuôi tại một số cơ sở khác của tỉnh Sơn Đông cũng đang mang trong mình vô số loại chất cấm. Để gà tăng trọng nhanh, các chủ trang trại còn áp dụng nguyên tắc bật đèn sáng liên tục để đánh lừa đồng hồ sinh học của gà nhằm kích thích chúng ăn nhiều và liên tục. Đáng báo động là những con gà không sạch này lại là nguồn cung cấp cho các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh như KFC hay McDonald's mà không thông qua bất kỳ hình thức kiểm tra chất lượng nào. Cơ quan chức năng tại một số thành phố như Bắc Kinh và Thượng Hải đã tiến hành thử nghiệm các mẫu gà cung cấp cho hãng đồ ăn nhanh KFC. Công ty này đã cam kết sẽ hợp tác để điều tra rõ về những con gà được nuôi bằng chất kích thích và các loại thuốc cấm, đồng thời chưa biết sẽ trừng phạt các nhà cung cấp nếu phát hiện những con gà không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngày tận thế vốn được nhắc đến trong lịch sử loài người từ rất lâu, tuy nhiên những phản ứng trước ngày tận thế 21 tháng 12 năm 2012 lại rất khác nhau. Có những người tin tưởng tuyệt đối và luôn trong tư thế sẵn sàng cho thời khắc tận diệt, nhưng cũng có những người đón ngày này bằng tâm trạng rất háo hức với những hoạt động vui vẻ. Hôm qua, hàng trăm người dân Mexico đã tập trung bên ngoài kim tự tháp Kukulkan ở Chichen Itza, nơi được coi là trái tim của nền văn minh Maya, để tham gia một buổi lễ đánh trống, nhảy múa và ca hát. Theo những người này, ngày 21 tháng 12 là một khởi đầu tốt cho kỷ nguyên mới và đáng để họ tụ tập ăn mừng. Trong khi đó, một bảo tàng ở Nga cho mở cửa một bonke từ thời Xô Viết ở trung tâm Moscow để những người tin vào tận thế lánh nạn. Với vé vào cửa là 1.500 đô la Mỹ, bảo tàng này hứa sẽ hoàn lại 50% số tiền nếu ngày tận thế không xảy ra. Bong ke nằm sâu dưới 65 mét đất, được thiết kế để chống chịu một cuộc tấn công hạt nhân. Ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng có một nơi để tránh khỏi sự hủy diệt, ngôi làng nhỏ mang tên Syrinx. Tuy nhiên, từ hôm thứ Năm vừa qua, hàng trăm người có mặt ở đây với mục đích là thưởng thức loại rượu hảo hạng của ngôi làng hơn là để tránh ngày diệt vong. Còn tại Cittadino, một địa điểm ở miền nam Italia, đêm qua rạng sáng ngày hôm nay đã diễn ra lễ hội lớn với bóng bay và âm nhạc ở trung tâm thành phố.
Theo thị trưởng thành phố, không một người dân nào của thành phố lại muốn ngủ vì họ muốn chờ đợi thời khắc diệt vong của trái đất, nhưng thực chất là để tận hưởng lễ hội. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.